Hello, lại là Thịnh Bến Tre, gửi đây chào đến bà con mình nha. Trời đang mưa, ra quay cho anh em mình xem luôn. Ao eo rất là cộp nha. Đời 2011, xe đẹp, Vin gia đình, máy cầm số cực êm, bị Vũng Tàu 68876, màu đen, quyền xe đẹp anh chị nha. Màu đen, chất xe rất là đẹp luôn. Nói chung là về việc là anh em mình là lên xe là chạy thôi. Máy gầm số cực êm, sùng chỉ keo chỉ nguyên bản, nội thất đã mới rồi. Anh em nhìn nhận ghế rất là đẹp. Vô lăng, xe chắc và vô lăng nhìn rồi phải biết liền anh chị ha. Màn roi đầy đủ nè. Trần 1 năm đêm mới rồi. Anh em mình về chứ lên xe là đi thôi. Đó. Máy gầm số cực êm anh chị ha. Đó, tuple tuple rất là đẹp. Giá này mình thấy còn khá là hợp lý anh chị nha. Anh chị chỉ bỏ ra có 135 triệu là anh em mình có con xe du lịch đời cao 5 chỗ ngồi rồi. Dòng này chạy khá là bền, dòng Awel mà. Awel đời đầu thì chạy rất là bền anh chị nha. Máy gầm số chuẩn anh chị nha. Đó, kính bấm chờ lượt nhẹ. Vô nổ máy cho anh em mình nghe phần tiếng máy của xe nha. Trời hơi tối anh em không cảm. Mới có 4 giờ mấy mà tối vậy. Đó. Xe chạy mới có 133.000 anh chị ha. Cổ số còn hay hiện có băng luôn nè. Màn rôi luôn nè. Túp lô túp ly rất là đẹp anh chị ha. Quá đã, quá sang xịn mịn. Giá thì mình thấy nó rất là yêu anh chị ha. Vô lăng quá đẹp luôn. Về thì mình giới thiệu lên sao là đi thôi. Quá đã. Động cơ máy nè. Ha. 4 máy. Nặng quá. Xe này là không có đổ hơi đổ khói gì đâu anh chị nha. Đó, cái máy rất là im anh chị ha. Máy còn sáng giới nha. Động cơ máy nhỏ có 1.5 thôi MT. Đó, 135 triệu. Che nắng che mưa, bình còn mới tinh luôn. Xương đầu bon điện còn đầy đủ nè. Nói chung thì xe này mình thấy, mình đánh giá theo mình, đánh giá khách quan của mình là nhìn nhận đó nha. Là những cái dòng mà đời này, nhưng mà sở hữu được chiếc xe này thì mình thấy nó là khá là ok. Vừa túi tiền, nhưng mà chất xe đẹp, gia đình. Không có taxi, không có dịch vụ. Còn nếu anh em mình thích xe rẻ hơn thì cái mẫu giống vậy mình có Awel luôn, mà màu trắng. Awel màu trắng thì mình bán có 100 triệu thôi. Đó, xe này thì màu đen, xe đẹp gia đình đời 2011, trắng Awel, trắng trắng Gencha nó rẻ hơn. Gencha thì bán có 100 thôi, xe này thì 135. Đó, để trách nhiệm kêu kỹ sùng chỉ con đầy đủ hết luôn anh chị nha. Nói chung là nên mua anh chị. Giá này thì mình thấy nó quá hợp lý ha. Thì anh em nào thích cái mẫu này thì cứ alo cho em Thịnh mình qua số nha. 0834333371 0866678971. Bên anh Thịnh thì quá trời xe mà, tha hồ bà con lựa lấy thử chạy thử. Đỡ ngại ngùng, cứ qua xem là sẽ có bớt cho anh chị em mình thôi. Rồi cảm ơn và chúc anh chị em mình nhiều sức khỏe và thành công làm ăn phát tài phát lộc. Anh chị nào mà chưa đăng ký kênh thì bấm nút follow đăng ký kênh để mình xem và thấy và cập nhật được nhiều video hơn á. Từ em Thịnh Bến Tre nha. Em cảm ơn rất là nhiều ạ.